Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 2.500.000 đồng token ở Shopee Network nha. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 1 triệu tỷ nhé. Nó có 376 tài khoản holder, đã phát sinh 809 lượt giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào website claim mà các bạn nhé. Nên truy cập website để mình được hướng dẫn và tạo lên nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo 2 hướng dẫn cho đúng sao cho mình. Bước 1, các bạn sẽ cho quan chắc đây. Bạn có thể sử dụng công ty quan chắc này ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví của bạn. Bạn thêm cái gì tôi cần vào ví của mình nhé. Ký hiệu token là FFV nha. FFV cho một phần không. Bước thêm cái cần nha. Xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.